Đại Nghĩa xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Vi thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Sao Hay Chữ là một sân chơi dành cho tất cả mọi người, mà ở đó chúng ta có thể ôn lại những câu ca dao trong kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam chúng ta. Có một cái điều mà những người chơi đến đây thường hay hoang mang là bởi vì ca dao sẽ có những dị bản, sẽ có những cái từ nó khác đi đôi chút, và họ cần phải đưa ra đáp án trùng khớp với chương trình thì mới được ghi nhận. Đó là cái điều mà làm cho người chơi lo ngại nhất. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng ca dao Việt Nam quá phong phú, quá đa dạng, nhiều màu sắc, và những người chơi sẽ có thêm cho mình những câu ca dao cũng như là những kiến thức về văn hóa, về con người Việt Nam xưa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay nha. Xin mời các em. Xin chào, mời các em xuống đây. Hai. Bây giờ thì mình giới thiệu cho khán giả biết về mình nha. Đầu tiên mời em. Xin chào mọi người, xin chào anh Nghĩa. Em tên là Fanny Trần. Hiện tại thì em làm YouTuber. Fanny, tiếp theo. Xin chào mọi người, xin chào anh Nghĩa. Dạ, em tên là Thảo Phạm và hiện tại em cũng là YouTuber. Hai YouTuber hết vậy hả? Đến với chương trình này các em sẽ có cơ hội học thêm nhiều câu ca dao của Việt Nam nữa, mà nếu chúng ta khéo léo vận dụng đưa vào trong những sản phẩm của mình thì anh nghĩ rằng nó sẽ rất là đặc biệt luôn á. Cảm ơn hai em. Tiếp theo, Osat. Xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả khán giả của chương trình Sao Hay Chữ. Mình là Osat và hôm nay thì rất là vui khi được có mặt tại trường quay để có thể chơi trò chơi cùng với cả những anh chị em ở đây, và hy vọng là chúng ta sẽ có một chương trình thật là thú vị. Tiếp theo, mời em. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả các bạn. Mình là Titi, hiện tại là mình là ca sĩ. Và hôm nay mình đến với chương trình rất là vui. Cái mặt vui mà hoang mang của em. Dạ. Là có cái gì sợ hãi khi đến với chương trình này phải không? Dạ vâng, em rất là sợ hãi. Em nghe nói câu ca dao Việt Nam thì cũng lâu rồi mình chưa có tiếp xúc. Đừng sợ, yên tâm, sẽ có những câu ca dao rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà cũng sẽ có những câu nó hơi xa lạ chút xíu. Nhưng nếu bằng cái sự phán đoán, trí thông minh, suy luận cũng như là chiến thuật, chiêu trò, chúng ta cũng có thể sẽ giành được những phần thắng cũng như học cho mình những câu ca dao mới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Đây cũng là một cái phần hết sức là gay cấn, hấp dẫn, là bởi vì sẽ phải tham gia một trò chơi. Ai là người thắng cuối cùng sẽ được quyền chọn một người về đội của mình. Trò chơi như sau. Trò chơi chúng ta là một trò chơi rất trí tuệ. Thế tức là mình phải suy nghĩ, mình nhắm cái hướng, mình định vị nó làm sao để mình thảy cái banh này nó lọt vô trong cái hũ đó. Ba trái vô là coi như người đó thắng nha. Bây giờ hai em gái thi trước đi nha. Mỗi em sẽ có một cái vỏ banh như vậy, ôm lên tay, ôm lên người cũng được. Đó. Rồi, Thảo Phạm qua đây, Fanny ở đây. Dạ. Chuẩn bị. Thôi, nói chuyện gái cho tiếng gần hơn chút xíu. Rồi. Bắt đầu. Trái. Ôi. Ôi. Cố lên, cố lên. Nhắm, nhắm. Nhắm cao lên, nhắm cao lên một tí. Đấy, đúng rồi. Đó, gần vô rồi. Trong mình mà ba quả. Rồi, một trái Thảo Phạm vô rồi nha. Giống như giống vậy, giống như nãy luôn. Em mấy cái trò ném ném này em giỏi lắm. Ừ, giỏi. Giỏi ném ra ngoài. Ừ, xong hết mẫu rồi đó. Thôi. Tiếp. Ô, hai người quen tay rồi nè. Ai vô trước cái thứ ba là thắng. Ô. Ném rồi, ném rồi. Ô. Wow. Thảo Phạm, em vô trước thêm vài người chiến thắng. Tiếp theo, hai chàng trai vào vị trí. Bắt đầu. Hay vậy ông sao? Wow, cả hai đều vô một cái rồi. Cố lên anh ơi. Ủa nhưng mà em đang không biết là em đang cổ vũ cho ai luôn. Nãy thật. Anh ơi, nhắm chuẩn lên. Nó có vào sao nó mới nảy ra mọi người. Hai cái. Cái cuối cùng mua sát ráng lên. Có cần em lượm vào banh ra không? Sao thế anh? Sao nó cứ mãi thế? Banh chưa? Tưởng chừng như đã vào nhưng mà lại đi ra ngoài. Vào. Hai cái chi tiêu được luôn. Cái cuối cùng ai là người vô trước? Wow. Đây, chào anh. Osat chiến thắng. Tiếp theo, trận thi đấu cuối cùng mời Thảo Phạm vào Osat. Mình gái mà phải được ưu tiên, tiến lên em. Đó. Được không? À, quá đáng. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Wow, sao vô luôn hai trái. Thảo vô hai trái rồi nha. Anh đừng có kêu nữa.
Yeah. Wow. Nói Thảo gì hay quá. Nói gì nữa trong trò chơi vừa rồi, Thảo Phạm chiến thắng. TT qua đây. Dạ. Người thua đứng dồn qua một bên. Sao người thắng bị cách ly vậy? Không em ơi, sao bị cách ly em mình bị kỳ thị. Kỳ thị chứ mình không cách ly. Em chọn đi, trong ba cái gương mặt thua cuộc, thua dưới tay em. Dạ. Em muốn chọn ai về đội của mình? À. Nghe lựa hẹn căng thẳng. Anh Ti rất là kiên trì làm kiểu. Em sẽ chọn anh Ti. Ủa dạ, tức là nhà kiên trì làm kiểu em chọn. Dạ, đúng rồi. Ai có làm kiên trì em rất thích. Màu sắc cũng hợp nhau luôn đó. Ti Ti qua bên Thảo Phạm một đội, bên đây có sát cùng với lại Fanny. Yeah. Bây giờ chúng ta chọn một cái tên cho đội của mình đi nào. Chọn tên đội đi anh. Tên đội đi em. Nam Phụng. Nam Phụng. Nam Phụng hả? Dạ. Nam Phụng. Giống vậy. À, Nam Phụng tên hay đó. Tên mình kìa. Tên mình em Tini, mình lấy tên là Tí Nị. Tí Nị đây có gì cũng dễ thương. Tí Nị à, được không? Được không? Cũng được. Dạ, vậy Tí Nị đi. Tí Nị, Tí Nị, Tí Nị và Nam Phụng. Thôi một cái tên nghe có vẻ hoành tráng. Nam Phụng mời cái chú bé cả Tí Nị nhỏ mà không vỏ đó, nhỏ mà không vỏ, chưa chắc bên nào thắng bên nào. Mời Tí Nị và Nam Phụng về chỗ. Thưa quý vị, ở chương trình này người chơi chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Nhưng mà đội nào sau khi kết thúc vòng 2, cái số tiền thưởng còn cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng 3. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 có tên là Khởi Động. Chúng ta đang đến với vòng Khởi Động. Vòng này chúng ta có 3 câu ca dao. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Và ở đây mỗi đội có một cái bảng. Khi các em cần quyền trợ giúp giơ lên 3 quyền tất cả. Quyền số 1 là cái quyền mua ô chữ miễn phí. Giơ lên một cái, anh cho mở ô không lấy tiền. Quyền thứ 2 trả lời miễn phí. Lên quánh sập cái chiên quanh luôn, anh cũng không lấy tiền luôn. Vì mà mình không có tiền mà mình vẫn muốn trả lời đấy. Đúng. Quyền thứ 3 đó là nếu như qua đến vòng 2 mà gia tài của các em không còn bao nhiêu, đúng không? Mình làm ăn thua lỗ quá đó, sắp phá sản, giơ lên cái anh cấp cho số vốn làm ăn tiếp. Trời ơi, em là gì có tiền. Trời em ơi, có tiền à. Có tiền ở đây vô sản. Trời ơi, chưa chi mà than quá trời than à. Thôi được rồi, không có tiền thì anh cung cấp cho số vốn được không? Wow. 20 triệu mỗi đội. Wow. Hãy dùng cái tiền đó mua những ô chữ để mình đoán cái câu đó là câu nào. Bây giờ sẽ là câu số 1 nha. Mời ô chữ. Đấy. Đó, bây giờ trời mình dùng tiền ơi. Đi mua 3 ô là tối đa. Chắc chắn là mình sẽ phải mua cái ô đầu tiên. Đầu trước. Tiên. Ô nào? Cuối cùng. Xong rồi ô chính giữa. Gọi tên. A1. B8. A1 B8. Và A không, anh nghĩ là phải hai cái ô gần nhau nó mới dễ đoán. À không, A1 với A3 đi. Dịp. Ok, bọn em sẽ mua A1, A3 và B8. A1, A3, B8. Sao? Đội Tí Nị. Bên mình ba cũng ba ô ấy. Mình mua cái chắc là B1 nha. Ừ. B1. B này chắc là em B1. A6. Tiếp. A2. Ừ. Rồi. A2. A6. Ừ. Và B1. B1. Rồi. Gợi ý. Con cái dao. Khuyên con cái phải biết vâng lời cha mẹ mới là người con ngoan. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Chưa. Chưa. Chưa chứ. Trời. Rồi. Em làm gì vậy tí tí? Nó bị dính cái này nè, em tháo ra không được. Hay không? Anh đã quy định là phải lấy cái dùi và anh lấy tay em đánh đã hả? Đánh chiên trước. Mời em trả lời. Thế là mất 1 triệu rồi đúng không ạ? Thế là mất 1 triệu rồi đúng không ạ? 1 triệu. Đánh xong em lại nghĩ là giá như mình chưa đánh. Sao vậy? Tại vì là thật ra là cái câu này có rất là nhiều kiểu phiên bản khác nhau ấy. À. Thôi anh nhớ anh... phiên bản thuần nhất. Xuống đây. Đây. Đọc đi. Em xin được đoán. Đi. Câu. Ôi được nhắc. Cao dao này là được. Nói sai tên, nó nói sai là về trừ đó. Hai đứa nó lớn lên việc gì phải thẩm. Bây giờ mình đang có quyền trả lời thôi. À ok. Cái không, không sao trả ăn lời. Muối cá ương. Con cãi cha con mẹ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư đúng không? Đúng không? Rồi đọc lại lần nữa nè. 2 3. Cá không ăn muối, cá ươn.
Con cãi cha mẹ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chốt không? Dạ. Chốt không? Vâng. Dạ chốt. Bọn em sẽ đưa ra phương án cuối cùng luôn. Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Ừ, chính xác. Yes. Hên thôi. Hên thôi. Không phải ta hên nè, mà ta khéo. 10 triệu cho đội Nam Phụng. Yeah. Đầu tư có lời, thấy không? Câu số 2, mời ô chữ. Bàn bạc cứ nói lớn lên, không sao hết. Mời các em chọn ô trước. Không hết vậy à? Bây giờ mình sẽ... Bây giờ mình sẽ chọn ô trước. Vẫn tiếp tục là mấy cái chữ đầu á. Mấy chữ đầu ha. Bây giờ em chọn A1. A3. B1. A1, A3, B1. Nam Phụng, chọn ô nào? A6 ạ. A6. A6. B4. B4. B8. B8. A6, B4, B8. Câu ca dao nói về thân phận người phụ nữ thời xưa. Lấy chồng thì họ không thể tự quyết định cuộc đời riêng của mình mà phụ thuộc vào gia đình nhà chồng. Mở ô chữ. Trời ơi, câu gì mà khó vậy ta? Ở chết. Ở chết rồi. Lại đánh chuông kìa. Phải cho em thời gian để suy nghĩ đó. Mình ngốc nghếch rồi. Anh biết cái câu bên trên nhưng anh không biết cái câu bên dưới. Đã mở những cái ôn nó gần gần nhau rồi nó sẽ dễ hơn. Con gì ta? Con cá. Con cò là. Trời là. Cho em mua thêm một ô được không ạ? Bình tĩnh. Từ từ. À. Ok, từ từ. Sao? Có đáp án không? Không biết rồi. Dạ, dạ chắc là phải mua. Nếu thêm cả hai nữa. Đội không có đáp án thì anh sẽ mở ra một lượt mua bán mới. Yep. Mỗi nhà là có thể mua được tối đa 3 ô. Mời Nam Phụng mua trước. Nè. B2. B3 đi. Còn B2. Ok, B2. B2. B5. B5. B7. Ngờ luôn á. Em nghĩ là mở. B2, B5 và B7. B2, B5, B7, 2, 5, 7. Bên đây mình muốn mua không? Dạ, em mua. A2, B3 đi. A2, B3 và B3. Còn cái nào chưa mua nhỉ? Giờ B6. B6. A2, B3 và B6. Chuẩn bị. Mở chữ. Trời, lên. Thật sự là... Em không biết thật luôn. Ủa Titi, em đứng lên chi vậy? Rồi sao em xuống lại vậy? Em ngờ ngợ nhưng mà em đọc câu dưới xong cái em không biết em ngờ cái điều gì luôn. Đây, đọc đi. Con gái là của người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Chốt không? Chốt ạ. Chốt. Kìa. Con gái là của người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Chốt đúng không? Chốt ạ. Em che mặt làm gì Fanny đi. Đây là đáp án. Thôi anh được. Lần này em tin vào sếp. Tin không? Em tin. Tin anh đi. Em đã lầm tin. Đây là đáp án sai. Chán thế nhờ. Thôi không sao anh ơi. Lần này có chứng tỏ niềm tin của anh là sai à? Chỉ gì nhờ? Hai chữ này. Con gái là con người ta. Hồi nãy là anh nói là của người ta. Của người ta hả? Sao đánh chiên không? Con gái là con người ta hả? Ủa anh tưởng như vậy là con người ta hả? Anh chắc như nóng cột mà. Đừng tưởng nữa. Đánh chiên phải không? Đánh chiên phải không? Dạ. 2-3. 1 triệu. Bút xa gà chết tính tiền liền. Gà chết liền. Em đọc đi nào. Đọc lớn. Đọc lại đi. Đọc lại nha. À. Con gái là con người ta. À, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Chốt không? Dạ chốt. Dạ chốt. Chốt nhẹ dạ, quá. Không biết cái gì. Chốt rất thờ hững. Đây là đáp án. Chính xác. Yeah. Một từ thôi. Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Không, mà thật ra ban đầu em không phân vân. Nhưng mà tại vì là nghe con gái là của người ta nghe kiểu... Nó mượt hơn à? Nghe nó mượt hơn. Hồi nãy em có hỏi anh Oset rồi là anh có chắc là chữ con thay bằng chữ của không? Anh kêu là chắc mà. Chắc phải không? Em cũng nhớ là em nghe ở đâu đấy câu này rồi. Là chữ của rồi. Ở đây chưa không nghe. Ở đây cũng chưa nghe mà chắc trả lời là được. Do dị bản nào đó. Giờ mày mới tốn có mấy triệu. Thật ra cái chữ con này mình nghe nó mới đúng ý nghĩa hơn. Dạ. Con gái là con người ta. 10 triệu cho đội Tini. Câu số 3, mời ô chữ. Nam Phụng mua trước nè.
quá trời ô luôn. Em sẽ mua vẫn là A1, B1 và em nghĩ là mua hai cái rồi. Giữa giữa đi anh. B4 đi. Dạ. A1, B1 và B4 đó. A1, B1, B4. Stop, tí nị. Mua ô nào? A2, A3. A4 luôn đi anh. B8 đi. B8. A2, A3, B8. Gợi ý, câu ca dao nói về thân phận phụ nữ xưa có nhắc đến một vật dụng che nắng che mưa. Mở ô chữ. Che nắng che mưa. Ờ không phải. Có gì bị liệu vậy đó Phan? Tại sao vậy? Hay người nào đứng, sao đứng lên người kia cũng đứng lên nè. Đây là thân em như một cây. Đúng không? Bung bung b bung b b đoát. Đoát là gì ta? Đoát là gì? Bung nào có đáp án không? Bung bung đoát. Cái chỗ này hình như em cũng biết rồi nè. Bên đây sao? Dạ ở đây bên đây cũng là ngẩn ngơ. Chưa có đáp án. Ngẩn ngơ thôi không? Ngẩn ngơ. Mua tiếp không? Sương. Dạ mua. Mua tiếp. Mở lượt bán thứ hai. Tí niệm mua trước nè. Mua chưa? À. Rất hoang mang. Sáu. À sáu. Cái nào? Em thấy cái nào em cảm thấy tại vì câu này là anh thôi. Anh như anh không biết luôn rồi đó. A4. A6. Với sao họ cười dữ vậy ta? 17 nha, 17 nha. Anh thấy 17. Thôi, đừng bằng cái này. Thấy anh mua A4, A5, A6 đi. Đúng rồi, để em mua phần dưới. Ờ, thì em mua câu dưới cho. B2 đi. B2. Thương lượng đi anh. B2. Dạ. B2. Cùng thương lượng với mình. A4. A4. A6. Rồi. A6. B2. Bên đây mình sao? Anh chuẩn bị chạy. Bên đó mua câu nào ta? A4, A6. B2. Em sẽ mua A5. A5. B6. B6. B6 và B7. Không. À thôi B5 đi nhau. B3 bên kia. B3. Quên. A5. B6 và B3. Rồi, chuẩn bị. Mở ô chữ. Thân em. Chạy đi. Trời ơi. Không biết chạy luôn. Ủa không ai giành luôn. Không ai giành luôn. Bình tĩnh thông thả đánh cái chiên cái nó sang trọng ghê không. Thân em chiếc nón cờ. Cô gái của đội tí nị ơi. Hãy để em vành đứt đoát. Em xin trả lời câu này là: thân em như chiếc nón cờ, bung vành đứt đoát, chịu đời nắng mưa. Wow. Chốt chưa? Dạ chốt. Nghe hợp lý nhở? Nghe cũng hợp lý. Nghe rất là thuyết phục. Nghe thuyết phục. Ủa, em ơi. Nghe rất là thuyết phục luôn. Nếu như bên đây mà hợp lý mà thuyết phục quá thì tụi em phải buồn sao vui dữ vậy? Không, tại tụi em không suy nghĩ ra được. Ủa chứ tụi em không nghĩ ra được ạ? Tụi em tưởng là như cái dù vậy. Em cũng nghĩ là thân em như một chiếc dù. Nhưng mà khi mình mua nó mở ra được là chiếc nón cờ rồi. Thì bởi vậy khúc sau tụi em không biết rồi. Thôi. Nãy là mở ra rồi. Đoán hai cái từ B5, B7 đơn giản mà đúng không? Trời, lấy mình mua hai cái ô này mới đúng. Đây là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu cho đội tí này. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử coi số tiền của mình còn lại là bao nhiêu nha. Tí này 30.500.000. Wow. 5 Phụng 20.500.000. Wow, nhiều lắm á. Thua anh ta đúng 10 triệu đó. Đúng một câu mà. Đúng một câu luôn đó. Nha, cố gắng. Không và sao. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng 2. Vòng này chúng ta có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2, ô chữ độc quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bán thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng bước vào vòng 3. Chúng ta sẽ đến với câu số 1. Mời ô chữ. Đội thua được quyền mua trước. Đúng rồi. Em sẽ lấy A1, A6 và B1. A1, A6, B1. Mất 3 triệu đó.
Bên đây, sao? A2 đi. A2, A3 ừ, giá giống như cũ ừ, mà. A2, A3, A3 ok. Thêm một câu nữa là... B8 A2, A3, A3 B6. B6 ok. Làm A2, A3, A3, B6. Gợi ý câu ca dao phê phán thái độ xem trọng người giàu và khinh người nghèo có nhắc đến một học vị thời xưa. Mở chữ. À. Trời ơi, em biết câu này nhưng em không biết chính xác. Anh nói cho em nghe đi, nói nhỏ mình em thôi. Nè, không mấy bây giờ mình sử dụng quyền trả lời miễn phí đi. Trả lời sai thì thôi, không tốn tiền. Không, thực ra em cũng chưa chắc chắn lắm. Mua đi, mua lại bên kia đi. A2, mua lại đi, mua cái này đi, mua cái này á. Có mua không vậy, okay. Có mua không vậy, không bán mua, à. Không mua anh ơi. Bên đây không mua, à, vậy bên kia có mua gì bên đây không? Có mua không, để em bán cho này, em bán rẻ lắm. Em không biết mà em cũng không mua luôn rồi sao anh? Không mua thôi. Mua thôi. Mấy rồi hai đội mua đứa. Mỗi đội anh sẽ phát cho cái chiếu trải nằm ngủ. Thôi em nói nè, mua đi. Đúng bên rồi. Này. Bây giờ ba ô của em nhá. Em nói cho biết ba ô của em hiện tại bây giờ đang là chiếm những vị trí đắt giá nhất. Nè, bên đây có A2, A3 được không? Quận mua một. Luôn A1 đi. Đúng. Quận 1, vị trí quận 1 là thuận lợi A1 nhất. A1 bán nhiều. 3 triệu. Chốt giá nhanh luôn. Chốt giá này. Mua đi tiếp đi. Mua. Mua A1. Yeah. Nói cho em biết giá 3 triệu là cái giá rẻ mà trong cái sàn đấu. Trời ơi anh bảo. Mình ngốc rồi anh ạ. A1. Mở bên kia. Đây là đó. Cái giá rẻ nhất từ nào tới giờ người ta bán đây em ạ. Vậy luôn hả anh? Tụi em không biết, tụi em bán vậy là mắc chứ. Mình phải lên giá anh 10 không. Triệu. Mình muốn mua thêm. À không anh. Chút. Nếu bây giờ anh được mua thêm. Mua thêm một chữ nữa. A6, A6, A6. À, bán không? Dậu kia. A6 hả? À. Bán. Bán 7 triệu. Mày... em mua luôn. 7 triệu kìa. Kể. Mua luôn đúng không? Mua luôn. Yes. Mua luôn. Nhưng chưa giao dịch thành công. Được rồi. Trời ơi đàn ông. Yeah. Trời ơi mình giàu anh ơi. Đây, em ơi chưa gì mình đã bán được 10 triệu đấy. Yeah. Ủa em ơi cuối cùng bên em còn có con O1 vậy thôi. Không sao, dạ, em đã có tất cả trong đầu rồi. Gì hả? Ghi nhớ hết rồi. Rồi, bên kia mua quá trời rồi đó. Bây giờ mình đoán được chưa? Đoán được không giờ? Đoán được chưa? Vẫn chưa đoán được. Vậy thôi bây giờ anh sẽ mở lượng bán. Các em thân mến, mỗi nhà là có thể mua thêm 3 lô đất nền. Dạ. Bên này mua trước. Tí tiền. Cho em B3, B4. Em A4, B3, B4. Rồi, ok. Chốt. Bên đây, muốn mua nào không? Cái này đi. Wow. Anh thấy cũng ngờ ngờ. Cái này nhớ nhớ. Đây nè, hai từ này với hai từ mấu chốt này. Thì mua đi. Mua hai từ đấy với mua từ này nhớ. Cứ chơi thôi. Ok, bên em sẽ chọn B2, B7, B8. Okay. B2, B7, B8. Mau chứ. Mất thêm 3 triệu. Đấy, trời ơi. Em muốn mua ô B3. Kìa, B3. B3 hả? Bán liền cho anh. B3 hả? Bán 15 triệu. Giữ xài đi anh. Giữ xài. Không thèm luôn á. Nè, nãy người ta mua mình bán mình 7 triệu, giờ bán lại 7 triệu thôi. Bán lại 8 triệu, mình ăn lời chứ. Này, bây giờ em có tin anh không? Em tin anh. 8 triệu cũng được. Giờ mình sẽ chơi được ăn cả ngã về không nhá. Vâng, mất luôn. Thôi bây giờ nếu mà còn 8 triệu. Cả kê không? B3. Thực ra là bên em cũng biết rồi, nhưng bên em chỉ phân vân đúng cái ô. Đúng, câu đấy mình rồi. Mua đi cho chắc cú. Dạ. 8 triệu. 8 triệu bán. Dạ. Bán không? 8 triệu kia. 9 triệu á. Ai biểu mua liền. Bán cá, hàng giống như là bán cá vậy, lên giá quá trời. Ở ngoài chợ mà không mua liền là đã lên giá cả triệu, đúng không? Sao giờ bên kia Nam Phụng. B4 nha. B4 á. B4 hả? B4 10 triệu. Mệt quá lên giá hoài luôn á. Này ông này như cả bạn nhà bạn bánh trái nhỉ. Có cứ hiểu lật mặt biết hồi nãy kem bán 2 ô bên đây được 10 triệu. Giờ mình ờ giờ trả lại không có sao. Đâu có mất mát gì đâu. Được lấy 10 triệu nhá. Ok. Ok. Bọn em mua B4. B4 10 triệu. Bán. Điều. Mở bên đây. Cái gì á? Em biết. Em biết rồi, anh lên bấm đi. Mình về đúng không? Mình về đúng không? Mình đâu có mất gì. Mình đâu có mất gì đâu. Anh tin em nhá. Yep. Rồi, đánh cả nhà cả cửa, cả nhà cả cửa nhá. Oh. Trời đất ơi, mua gì nhiều quá vậy? 2 triệu. 2 triệu. Anh tin em đấy. Em anh tin em đi. Rồi, đọc. 2 3. Chào. Đọc đi anh. Ủa, anh tưởng em đọc. Ủa, gì kỳ vậy? Em đang đỡ anh đọc. Tập trung vào nghe này nha. Câu này sẽ này, câu này sẽ là lúc khó thì chẳng ai nhìn. Ôi từ từ, cho em phân vân lại 3 giây được không? Đúng rồi. Ồ. Vậy hả? Anh nói xong rồi cái em bị vậy luôn á. Phải đọc bán ra mà. Kia chú ý nghe nha, Ti Ti. Em lại tin anh nhá. Em lại tin anh đấy. Đọc nha. Lúc khó thì chẳng ai nhìn, đến khi cáo trạng mấy nghìn anh em. Chốt không? Chốt ạ. Đúng rồi, phải quyết tâm vậy đó anh. Quyết tâm vậy đó. Lúc khó. Dạ, lúc khó. Lúc khó
thì chẳng ai nhìn đến khi cáo trạng mấy nghìn anh em. Đây là đáp án không chính xác. Trời. Yeah. Sai ở đâu? Mình sai đúng không? Dạ, nắm được rồi đúng không? Dạ, nắm được rồi. Đánh chiên không? Đánh không ạ, chơi luôn. Sai ở đâu ta? Mất 10 It's triệu. Hard. Đánh chiên. Đánh mình nãy mình về vốn đúng không? Nếu không dùng quyền miễn phí đi. Được không? Bây giờ mình... dùng quyền trả lời miễn phí đi. Ừ, miễn phí cũng được. Không, bây giờ mình tốn 2 triệu tại vì tiền mình nhiều hơn bên kia mà. Trời ơi, nhiều lắm á, mình tốn 6 triệu. Thì đằng nào mình gõ 2 triệu, đúng không? Mình giờ gõ 2 triệu mình trả lời sai cái mình không có bị mất quyền miễn phí, nhưng mà câu tiếp theo thì nó khó thì mình gì nhỉ? Mình dùng cái này. Ok chưa? Rồi, tùy em. Mình giàu mà. Mình giàu. Mình giàu mà. Ô bên này mình biết họ có 2 triệu. Bên kia tập trung nghe lại nha. Em nhớ nè, em đọc cho. Anh nhớ hai cái này không? Nhớ hai cái đầu tiên không? Cái này là gì quên rồi, em. Trời ơi, sao vậy? Lúc... Thôi bây giờ em nhớ nè, em đọc nha. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn. Trời ơi. Đến khi đổ trạng mấy nghìn anh em. Chốt chưa? Giờ đâu còn lựa chọn nữa. Chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Sai. Ok, ba là bên kia mua đúng không? Tức là đến khi đổ trạng. Lúc Sao có đáp án không? Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, câu đầu tiên đúng luôn. Đúng. Đến khi đỗ trạng. Chữ này nè, em biết rồi. Cái này là hồi nãy bên kia bảo là nhìn đúng không? Em biết rồi. Nguyên câu chưa? Thì tốn 2 triệu nữa nè. Từ từ bình tĩnh. Bên đây có câu trả lời hay không cơ đã? Nếu không có thì tới khi mình trả lời nha. Cái này không phải chữ mấy. Sao? Bây giờ có đáp án không? Đại đi. Em nghĩ là sai đây nè. Đến khi đỗ trạng. Thôi đừng. 2.000 đấy em. Hay này dùng quyền miễn phí. Tới giờ lấy tiền rồi, Nhanh mọi người ơi. Miễn phí nhá. Miễn phí đi. Rồi cứ trả lời miễn phí. Lên. Dùng đi. Trả lời miễn phí ạ. Ôi nhưng sao trả lời miễn phí nhanh vậy? Trả lời miễn phí. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn đến khi đỗ trạng. Mà vấn đề là mấy nghìn anh em bây giờ mới là căng này. Hai 5.000 hay là 10.000. Thì bây giờ lên đánh chi miễn phí rồi đó. Cứ trả lời đi, đâu có mất tiền đâu sợ. Được nhá, con số từ 1 đến 5 em chọn đi. Hay 10.000 anh em nhỉ? 10.000 anh em. 10.000. Trời ơi, cái hào phóng. 500 anh em à? 500 anh em. 500 anh em. Lúc nghèo thì chẳng đánh ai chi. Nhìn. Hồi nãy bên kia người ta kêu là nghìn rồi anh. Nghìn là đúng rồi, nhưng mà đây là mấy nghìn đấy chứ. 5.000 đi. 5.000. 5.000 nhá. Miễn phí. 5.000 nhá. Từ từ. Ai nhìn rồi. Rồi, 5 nào. Hay 2.000 anh em. Ai nhìn với 2.000 phần đôi đấy. Ai nhìn. Nhanh. Chơi luôn. 2.000 nhá. Chơi. 2.000. Tin các cụ. Tin các cụ vậy. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn đến khi đỗ trạng 10.000 anh em. Đúng không? Chốt ạ. 10.000 lâu, lâu thiệt lâu mới chốt được cái số 10. Đây là đáp án. Sai em nha. Mấy nghìn ta. Bên đây nguyên đi không? Mấy nghìn à? Miễn phí không? Dùng miễn phí không? Không mà miễn phí hay là gõ nhờ? Mình còn cái miễn phí đó. Hay 5.000 đi em. Sử dụng đi. Thôi mình sử dụng miễn phí đi. Hay 2.000. Rồi cho em sử dụng đúng rồi. Em sử dụng miễn phí là gõ luôn. Dùng nguyên gì? 3.000. Trả lời miễn phí hả? Miễn phí. Trả lời miễn phí. Bên kia im lặng. Này. Vẫn phải đánh chứ. Ủa hay lấy ta? Kìa. Đọc nào. Coi anh Ti này. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn. Đến khi đổ trạng 500 anh em. 9.000 anh em. 9.000, tại sao em nghĩ là con số 9? Tại em thấy nhìn nghìn, giờ em nghĩ là 9 thì nó dần. In. Bên kia ta 10.000 là sai rồi. Chốt không? Chốt. Trạng nguyên mà phải 10.000 anh em chứ. Em vẫn là 500 anh em. Trời ơi, đi làm trạng nguyên thì phải có 9.000 anh em vậy. Tự nhiên quy định 9.000 anh em không được. Đúng rồi. Nghe nó lẻ anh. Lẻ phải không? Ca dao thì mà nó nghe nó lẻ dữ. Đây là đáp án chính xác. Tuyệt vời. Hay là 10.000 nó cũng chỉ là một cái con số mà người ta tượng trưng thôi. Không, thật ra tức là bình thường nghèo không ai ngó tới trơn tội á. Tự nhiên lúc mà giàu có đổ đạt thành danh thiên hạ đồ ào ào tới nhận anh em bà con quá trời. Cho nên 9.000 nó đi với cái phần in. Kem với Thảo phân tích đúng. 20 triệu. Wow. Thảo giỏi quá Thảo ơi. Thu thuyết phục đó anh. Đâu rồi. Khúc này thuyết phục nè. Lại giàu. Lại giàu. Số giàu. Câu số 2. Mời ô chữ. Vẫn ưu tiên cho Nam Phụng. Chọn mua đất nền trước. Còn em vẫn sẽ lại mua như vừa nãy. Anh ơi mình đổi đi được không? Không cái gì. A1 nè. A1, A6. A3 đi.
Tại vì A6 thì mình nếu mà mình chọn một trong hai ô này thì mình sẽ đoán được cái ô kia. À ok vậy rồi. Thôi A1, A6, B. Em đúng rồi. À, không, B6 mình đoán được mà. À, okay. A1, A6 thôi. A1, A6, B1. B1. A1, A6, B1. Ngồi y như vừa nãy luôn. Tí này sao em? A2, B6, B2. A2, B6, B2. Gợi ý nha. Mời các em nghe bài hát sau đây. Ồ. Tiếng tang là tang tiếng tình. Ơi cô nàng già, ơi anh chàng ơi, rằng có nhớ, nhớ hay không? Đây bài gì nhỉ? Rằng có biết, biết hay không? Đây, bài cò lả. Quen quá đúng không? Bài này xưa mẹ hát ru hoài. Cò lả. Câu ca dao này là ý tưởng của bài hát vừa rồi. Mở ô chữ. Quay lên thử thử. Khoan. Cái gì đó? Khoan á. Đừng. Đúng cái câu đó rồi đó. Em biết anh nghĩ cái câu gì ạ? Ôi chui. Đánh tiếng. Đánh liền hả? Đánh tiếng à. Chắc không? Chắc không? Ti ti. Mình chơi liều luôn nhá. Khoan. Chị đánh trước. Ủa là đó nào hả? Ủa? Cầm lúc lên cầm cái dùi mà em đứng em ngắm nghía đó là bên kia như một cơn gió trước em như rồi. Một cơn gió hay quá anh ơi. Em bằng cách nào em lên mà bên đây không nghe được tiếng động của em vậy? Tụi em còn đứng như một cái đấy gọi là bí thuật. Đọc nào Oset. Em xin trả lời câu này là cái cò bay là bay la bay từ ruộng lúa bay. Ơ từ từ. Từ từ em lại. Thôi anh nghĩ tới cái mà đơn giản nhất mà anh nghĩ. Bay từ cửa phủ đến từ. No. Ok làm lại đi. Làm lại đi. 2, 3. Cái cò bay là bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Cá cò bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Chốt chưa? Rồi. Chốt. Trời em mạnh miệng quá. Tại vì em không có nói cho nên em không có chịu trách nhiệm câu này nhá. Trời ơi. Không sao em ơi, nếu như mà mình thua thì mình cũng tự hào là chúng ta là những người chơi hết mình rồi. Đúng rồi. Hãy tự hào đi em. Hãy tự hào đi. Bởi vì em sai điều đó. Sai. Cái này đâu ta? Gì không? Sao hả? Anh Chiên không? Cái cò chắc chắn nó bay lả bay la rồi. Em bay từ đâu nhỉ? Thì mua lại của ta đi. Ủa đâu cần, ta đọc nghe rồi nghe không? Dạ nghe. Quên rồi. Nhưng mà cái cò bay. Các em có muốn mua ô nào của bên đây không? Không ạ. Không. Em muốn mua ô này. Vậy thì bây giờ anh sẽ mở lượt bán tiếp theo. Nãy anh mời bên đây mua trước rồi. Sẽ mua một ô đấy không ạ? Chỉ mua một. Thì bây giờ anh sẽ mời bên đây mua trước. Ok. Thôi B3, B4 với lại A4 đi. Với một cái A gì đó đi. A4 kìa. A4. Trời đất ơi anh ơi. Bán được. B3, B4, A4. Nãy mình lại là kinh doanh. Bây giờ mình chỉ cần cái này thôi này. Đúng. Mà bên kia mua mất tiêu rồi. Mua đi. Mình nên mua cái này nè. Mua lại bên kia nha. Mình còn tiền để mua không ta? Còn. B4 anh ơi. B4 đi. B4. Không bán. Bán đi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Bán. Ngang ngược thiệt chứ. Tôi xin mua lại ô B4 với giá 10 triệu. Một cái đúng không? Ủa chưa mở hả? Ủa chưa mở nè. Rồi, mở ô chữ. Mua chưa mở luôn á. Đó. Ti ti bán đi em. Để không làm gì mình cũng biết rồi đúng không? Bán đi. B4 đúng không? Nhiều. Bán 10 triệu. Thôi 3 triệu thôi anh ơi, 3 triệu thôi. Nãy người ta bán đúng rẻ luôn. Rồi, bán 7 triệu được không? 3 triệu thôi. Người ta bán rẻ quá trời rẻ rồi. Bây giờ em chỉ mua 3 triệu thôi, không bán thôi. Không bán thôi, không, phải thôi, không chơi nữa. Phải à? Đi chơi một mình luôn anh. Sử dụng mỹ nhân kế đi em. Bớt phải. Ok, 6 triệu. Hỏi gì kỳ vậy? Trời cứ ơi, một lần up 3 như vậy là 1 triệu đó, anh up 3 đi. Ủa? Anh up 3 ảnh một cái đi, ảnh giảm giá cho. Ôi, ông tăng lên 10 triệu hả? Bây giờ là 54 ha. Giờ bây giờ muốn mua nhiêu? Còn 5 triệu luôn, em không có tiền. Ok, 5 triệu. 5 triệu. Bán. B4. Trời, cái con này nó tìm chó bay lạ thật. bay từ đâu đi ta? Này nó chứ mình có mua lại bên kia cái thì để bên kia mua hoài sao được đúng không? Đúng rồi, mua đi anh. Em bán cho nè, bây giờ bên em có 3 chữ nè, anh mua không? Dạ anh mua. Mua chữ gì? Mua A6. Ủa khoan.
đúng không? Dùng mua A6 kìa, anh mua A6 rồi. Ok. A6 đi. Không được, được. Không, bây giờ mấy anh bảo này, mình mua một ô miễn phí đi. Đúng rồi. Dùng luôn. Giờ bán lên. Dùng quyền. Mua ô miễn phí. Bên kia im lặng. Trời ơi, đừng có bàn nữa, bên này người ta mua rồi nè. B7 nhá. Con còn nó bay đi đâu vậy trời. B7 nha. B7 ok. B7 nhá. Em lại tin anh một lần nữa. Nãy giờ anh với em tin nhau toàn thất bại không ạ? B7 mở. Mình sống nhờ lòng tin mà anh. Im lặng nha. Đó. Trời ơi. Mua không? B7 Thánh. Mua đi. Em mua. Nãy giờ người ta mua của mình nhiều rồi, mua lại đáp lễ anh tăng cái chứ. 10 triệu được không? 10 triệu ok. Tại vì từ này quan trọng. Trời ơi, đã là 10 triệu nha. Nhiều. 10 triệu. Ý người ta đá gì là để là giống như để giảm giá. Giảm rồi đó. 9 triệu. Ok. Bán luôn. 9 triệu. 9 triệu. Bán. Trời ơi, thấy chưa? Nói rồi. Anh phải bán lại chứ. Hồi nãy đã đọc lắm rồi. Ủa, nhưng mà bên kia cũng chưa đoán được là sao ta? Tức là em chỉ hai cái này thôi. Hai cái này hơn đúng không? Còn cái này hình như là mình nghĩ mình đúng rồi đó. Cái cò bay dọc sơn la. Mình bay ra đỉnh. Miễn phí. Giờ mình đã đến đây rồi, mình tiền của mình là anh Nghĩa cho mà. Mua ô. Quyền mua ô chữ. Mở ô chữ miễn phí. Ô số mấy? Em mở ô A3. A3. Mở. Xin mời. Xin mời quý vị. Ủa mình chắc chắn là từ bay luôn. Chắc chắn là cái gì bay là bay la. Không. Bay dọc sân la đó. Em nghĩ là không cái chữ. Kìa bên kia chuẩn bị lên gõ là thôi đừng mua nữa. Sao? Bên này có Linh đánh chi được không? Cái câu này ra trơn là chưa đánh chi nữa hả? Bây giờ đại không? Anh tin em. Anh tin em. Câu này nghe quen quen quá anh ơi. 2, 3. Đánh. Tinh 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 tiền. 2 triệu. Nghe nha. Nghe nha. Ok. Chết rồi, cái chữ này em không nhớ thật. Nghe một lần thôi nha. Cái cò bay bổng. Bay xa. Bay. Bay la. Bay la. Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng. Chốt không? Dạ chốt. Dạ chốt. Chốt luôn nha. Chốt. Chốt. Nhìn mặt ô xét bên kia kìa. Đúng rồi đó, bên chắc đúng rồi đó. Cực kỳ thuyết phục đúng không anh? Đó nhìn là đáp án chính xác. Yeah. Cái cò bay bổng, bay la, bay từ cửa miếu, bay ra cánh đồng. 20 triệu cho đội tin đi. Nhìn lại em tin em nhé. Ok. Thật ra hồi nãy cái câu mà ô xét là ban đầu là đúng chứ mày sai. Đúng rồi. Đó, bay từ cửa phủ cũng đúng luôn. Hoặc là cái cò bay lả bay la là đúng luôn. Hoặc là cánh cò nữa, cánh cò bay lả bay la. Hoặc là con cò bay lả bay la. Con cò bay lả bay la. Có rất là nhiều hoang mang luôn á. Cái lúc mà cái cửa miếu á là đáng lẽ là bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng, nhưng mà tự nhiên lên cái thành cái miếu, cái tự nhiên em bị hoang mang luôn. Đó là những gì bạn của em không? Và ngay cả cái bay bổng mình nghe cũng rất là lạ tai. Đúng rồi. Tại vì bay lả bay la nghe nó thuận tai hơn và nó có vần hơn. Nhưng mà đây là những gì bạn cho nên là chúng ta biết thêm một cái câu nữa thì cũng rất là hay. Tiếp theo, câu số 3. Mời ô chữ. Còn mà giờ nó bay lạ quá. Toàn rồi ông giáo ạ. Toàn rồi ông giáo. Mua đi em. Bây giờ mình mua chữ khác thì cho em mua đấy. Bây giờ mình sẽ đổi nha. Rồi, vui em ạ. Vẫn là A1 đầu tiên ạ. A1. B3. B3. B6. Đây là những cái lô đất cũng ngon đó. Giá trị. Wow. Tiếp theo. A5, A6, thử thách B1. B1. A5, A6, B1. Gợi ý. Câu cây dao là sự đối phó với hoàn cảnh, thích nghi với điều kiện sống. Mở ô chữ. Cái gì đây? Cái gì vậy đó? Rồi bên này cũng cười. Đúng là câu này nó lạ thiệt. Cho nên là các em cần phải trao đổi mua bán thì may ra mình mới có nhiều cái dữ kiện mình đoán. Bên kia tiền của đang dồi dào sung túc, mua lại bên đây đi. Mua đi, bên em có những cái từ rất là đắt giá mà không nghĩ là bên kia sẽ biết được. Bên đây có những từ rất là đắt giá. Rất là hay ho. Nhưng mà bây giờ vậy nè, bên kia đang giàu có, bên đây đang nghèo lắm, không đủ tiền mua của mình đâu. Phải mua thôi. Cho nên là bên em nên mua đi. Dạ, bên em mua trước đúng không? Ừ. Bên này tụi em có là A1, B3 và B6. Nếu mà mua á, mua A1 và B6. Đúng, mua 2 ô đi. Mua 2 ô luôn. Mua
A1, B6 2 thì là bao nhiêu? Bao nhiêu? 30 triệu. Trời ơi. Thôi bánh nhẹ nghe em ơi. 40. Mua 2 ô được anh ơi. 2 ô á? Ừ, anh biết sao đấy. Người ta chơi nó mới chứ. 28 triệu. Trời ơi. Được không? 28 triệu á. 28 triệu. Em ơi, phải hợp lý chứ em. Một không, câu giải thưởng của 20 triệu. Đúng à. Rồi. Em có thể nhưng mà bên kia giàu quá rồi. Giàu, giàu chứ đâu ai đi. Ủa mình vậy đó. Mình ra giá, mình ra giá vậy mình phải nghĩ được cái nước hậu không? Nước chút người ta bán là như thế nào, hiểu được không? Anh ơi, bọn em bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ bọn em bán được bao nhiêu bán à? 2 ô 10 triệu là đẹp. Bán A1 10 triệu. Trời ơi, 1 ô mà 10 triệu. Mua luôn, mình giàu mà. Ok. Đúng giàu rồi. Giấy anh. Bán A1 10 triệu. Giàu lắm luôn. Chốt ha. Bán 10 triệu. Đóng bên đây, mở bên kia. Trời, bán luôn. Nhanh gọn quá nè. À, mình có chút vốn rồi đó. À, thứ 4 rồi, bây giờ mình sẽ đi lên từ thôi. Đôi bàn tay trắng. Đói. Mua thêm ô nữa. Mua thêm ô nữa đi, ô mua gì? Ô B3 nha. B3. Ấy. Không, bên dì dụ. Thấy chưa? B3, cái B3. Anh nói B3. Tại vì anh tin em. Anh nói B3 cái là bên dì cộng B3 kia là biết là cái từ này muốn bán đi, em hiểu không? Đâu, nhưng mà nó vẫn rất là đắt giá nha. Không phải, thật ra là có 2 ô. Nhưng mà cái ô B6 của em là ô quá quyền lực ấy. Cho nên bọn em chỉ có thể bán B3 thôi. Bây giờ anh sẽ không mua B3, anh sẽ giữ tiền luôn nếu em không bán. Em không bán luôn. Hay là bên kia muốn mua lại không? Mình chưa có tiền rồi đó. Có tiền rồi, bên đây cũng có cái ô rất là lạ lùng luôn đó. Bây giờ bọn em xin mua ô A6 với giá 1 triệu. Cái gì? A6 hả? Thì đằng nào anh chị cũng có rồi, nếu mà anh chị không bán thì... 1 triệu. Thì thôi, chứ sao giờ? Đằng nào cũng có rồi, không phải mua A6 đúng không? A6 1 triệu. 11 triệu. Thế thôi, dừng thế thôi, rồi. Không chơi. Em phải chờ đến lượt mở thứ 2. Đúng. Ok, rồi anh sẽ mở lượt thứ 2 ngay đây. Bây giờ bên đây, mình mua trước nè. À, đấy. Cho em chọn. Khoan. Không, bây giờ mình phải mở câu. Bên này em biết ngôn ngữ hết rồi. A2, A2, A3, A3, A4, B2. A3, A4, B2. Sao vậy? Mình phải giữ cái từ này, em hiểu không? B2. Rồi. Này, cái này cũng khó này. B2 hả? Cái này... Hoặc là cái này này, cái này. Không, ra được cái này. B4, B7, B8 đi. Nghe theo anh nghĩa chứ. B7, B8. B4, B7, B8. Ok, mở ô chữ. Bên đây mình có muốn mua gì của bên kia không? Uầy, tính là cái ô này là khó này. Thế là mình mua cái ô B5 mới đúng chứ. Mình mua A. Mình biết ô A1 là đói nè. Đói. Còn dưới quan trọng là câu, cái câu dưới nè. Mua không? Mua của người ta đi. A4 nha. A3 hoặc A4. Đói. Bên kia. Nào. Nam Phụng. Như nào ạ? Có bán gì? Không? Cái gì? Bán gì? Bán B6 không? Ừ, không. Bây giờ không bán được. Không bán. Bây giờ em giữ. Giữ đấy cho mình chứ không biết. Để về sau đợi lên giá ấy. Chứ bên đó cũng có biết đâu. À. Thì bây giờ bán cho em ô ấy đi, cho em ô A4 đi. Bây giờ mình trao đổi đi. Mình trao đổi nha. Bán nha. Bán bằng giá. Bằng giá nha. Bằng giá nha. Mà thấy hơi lỗ nhỉ. Ừ, hơi lỗ đó, em thấy hơi kỳ. Cái nào? B6 với lại cái gì? Không, thật ra cái B6 là cái rất khó đó. Em à, bây giờ em giữ nè, em làm gì? Em làm mắm nữa hả? Giữ bán lẻ đi anh ơi. Giờ trước tiên nè, bên đây muốn mua ô B6, 10 triệu, mua không? Mua, mua. Đóng bên kia, mở bên đây, B6. Bây giờ bên kia, muốn mua A4 đúng không? A4 thì anh ơi. 9 triệu. 9 okay triệu có mua không? 25 triệu thôi. 5 triệu đi anh. Mới nói 9 triệu, ok, xong rồi 5 triệu. Anh Ti ơi, 4 triệu, à lộn, 5 triệu thôi được không ạ? Bà nào bây giờ mọi người cũng để tiền làm gì đâu mà. Anh ơi, anh giàu quá rồi anh. Anh tập trung đi nè. Ôi, lên bấm rồi. Chữ này không biết nữa. Cho nên là bây giờ mua đi. Anh, em nói nghe nè. Bây giờ á, A4, 5 triệu, được không ạ? Mẹ nói 9 triệu, ok rồi. Người ta chưa có ok. Anh nói 9 triệu. Mua bán mình phải giữ chữ tính em ơi. Giữ chữ tính nha. Giữ đi anh. 9 triệu. 9 triệu đi, không sao đâu. 9 triệu, ok, được. Bán. Lắm bán, tiền à, bán không có gì xin. Trời ơi, sao cái câu gì mà khó vậy ta? Đói. Gối. Mua gì thêm không, Titi? Có, em muốn mua. Mua gì? Em muốn mua B8. B8, bán không? B8. 10 triệu. 9 triệu. Rồi, 9 triệu. Rồi, 9 triệu. 9 triệu, Fanny nói 9 triệu kìa. Rồi, 9 triệu. Mua nha. Dạ, mua. Mua đi anh ơi. Và thành công. Rồi. Rồi, anh chuyện phải không? Ê, nhưng mà khoan nha. Trời trời, đúng khoan nha rồi kìa. Khoan cái gì mà khoan ra cái câu để giờ tốn tiền nhiều quá luôn. Khoan. Bên kia chú ý nghe nha. Đúng không trời? Đói thì đầu gối phải bò. Cái chân phải chạy, cái giò phải đi. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Chết rồi. Tốn quá nhiều tiền cho câu này. Thiệt luôn, gấp quá à. Đây là đáp án.
rồi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên đi anh. Cơ hội đến. Cờ tới tay tiền rồi. Tới rồi. Cờ tới tay rồi. Mình này, sau khi đến lần thứ ba thì mình phát hiện ra là lẽ ra chúng ta nên là những người đánh chuông sao. Em xin trả lời câu hỏi này, đấy là đói thì đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. Yeah. Chốt chưa? Dạ chốt. Phải à? Đây. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Đói thì đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. 20 triệu cho đội 5-4. Yeah. Wow, một cuộc mua bán trao đổi rất là căng thẳng kịch tính. Không biết bây giờ cuối cùng nhà nào giàu hơn nhà nào đây. Tí nị 22.500.000 đồng. Wow, nhiều thế. Mình mãi mới được tiền anh ạ. 22 triệu hả? 22 triệu. Còn đội Nam Phụng, số tài sản còn lại của em bây giờ là 43 triệu. Không ngờ mình giàu như vậy luôn. Mình thắng hả? Trời ơi, sao mình giàu vậy? Ủa, thật là kỳ diệu mọi người ơi. Mua bán mình hơi bóng tay đấy. Anh ơi, sao? Mà anh hơi người tối. Ta đá lông nheo một cái là anh ti ok. À, bớt mình, bớt mình. Ok, 6 triệu. Hỏi gì kỳ vậy? Cảm ơn anh. Anh nói đi. Được gì luôn hả? Anh nói đi. Em hết nói luôn. Anh Ti ơi, cảm ơn anh được nha. Luôn rồi. Thảo Phạm. Nói luôn rồi. Thảo Phạm. Em cũng rất là tự hào về đồng đội của em. À. Và chúng ta sẽ chia tay đội Ti này từ đây. Đội Nam Phục, các bạn sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Thích quá anh ơi. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hai Chữ. Và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3, Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Để coi chiến thuật lần này của các em là gì nha. Mời các em. Đấy, ba câu. Nhìn muốn mở cái... câu nào? Chiến thuật mình vẫn sẽ mở mấy câu đầu tiên đi. Dạ. A1, B1. Mình được mở 7 cái, một cái nữa không? A1, A3. A3 nè, A6. Rồi. B8. B8. B4, B5. Ok. Là 7 rồi đúng không? Rồi 7. 7 rồi, đúng rồi. Ê, ở dưới mình cũng mở giống vậy không anh? Mình mở giống vậy luôn ha. Ừ, mở giống mình vậy mở đi. Tất cả đều rồi, giống vậy luôn. Photocopy. Y cha. Pass. Hy vọng là mấy câu này dễ không hy vọng đi anh. Như con cò vừa đấy là khó em quá. Con cò vừa đấy bay chỗ vọng. Kỳ lạ quá. Anh cũng sẽ đọc những gợi ý cho các em nha. Dạ. Chuẩn bị, mở ô chữ, bắt đầu. Câu cái dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Câu này em biết. Em biết. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chốt không? Dạ, chốt. Chính xác. Câu 2, câu ca dao có nhắc đến món ăn dân dã gợi nhớ quê hương của những người con xa xứ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, đúng không? Nhớ. Ôi, cái bài này là bài đồng chí à? Cái gì đồng chí ở đây? Nhanh lên. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Anh đi, nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương. Thôi, đừng. Đường hôm nào đâu. Đọc lại. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Chốt không? Dạ chốt. Rồi. Chốt nhẹ quá vậy. Chính xác. Ui. Đúng rồi, bài này là câu bài đồng 3. Chí. Ồ, phải không vậy? Câu ca dao nói về nỗi nhớ nhung quyến luyến của những cặp đôi đang yêu nhau. À, hình như không phải bài đồng chí là bài gì ạ? Bài anh. Mình cái gì nhỉ? Cái gì ta chăng nè? Cái này là hàm này là hàm răng rồi. Hàm răng. Mình E5 kìa, ta chăng đúng không? Phải không? Hay là mình về mình có nhớ chăng à? Đúng nhỉ? Mình về mình. Mình về mình. Ủa có chữ có chính giữa kìa đó. Mình về có gì nè mà. Mình về có. Có nhớ ta. Ta chăng? Nhớ anh. Nhớ anh hay nhớ ta ta? Còn nhớ ta, mình với ta. Mình, ví dụ như là người mình em về chăng? Có mình về có. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Đáp lại nào. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Đúng không? Chốt ạ. Nhớ hàm răng không? Ừ. 3 giây rồi, chốt luôn ạ. Chính xác. Là 3 câu hả? Ủa? 100 triệu, 100 triệu. Ủa? Ủa? Đúng đó hả? Đúng, 3 câu. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Trời, trời ơi, 100 triệu đồng. Yes. Quá bất ngờ thưa quý vị khi mà hai bạn của đội Nam Phụng đã giành chiến thắng ở vòng đặc biệt luôn. Mặc dù trước đó ở hai vòng trên thì mình có rất là nhiều cái sự trao đảo trong chân. Ô sếp, em cảm nhận thế nào về chương trình hôm nay với của chúng ta? Thôi em thấy chương trình của mình rất là bổ ích, tại vì là có những câu ca dao hay là tục ngữ mà những cái bản trước thì em biết rồi, nhưng mà có những cái dị bản mà nó rất là lạ, mà rất là thú vị, mà hôm nay thì mới có cơ hội để em biết được. À, cảm ơn em. Còn Fanny? Em cũng thấy mình học được thêm nhiều cái á, mình phải về mình trau dồi kiến thức thêm, chứ nãy giờ có mấy câu mà em kiểu lần đầu em nghe á, cho nên là em cũng thấy hơi hoang mang. Cảm ơn các em, và đó là những cái điều mà chương trình mong muốn mang đến cho người chơi trong sao hay chữ. Và số tiền thưởng mà đội Nam Phụng có được là 143.500.000 đồng. Đến đây thì chương trình Sao Hay Chữ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và tuần sau lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7 thì chúng ta lại gặp nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.